Rồi xin chào tất cả các bạn, mình tiếp tục với cây iPhone 12 nha. Nếu có mình Reto thì nó báo 4014. Bây giờ mình sẽ Reto lại cho các bạn xem nha. Để cho các bạn xem nó báo 4014, sau đó mình sẽ đục CPU nha. 4014 này bây giờ mình gờ mình thấy cái con CPU nó ấm ấm. 4014 là phải đục CPU, thôi các bạn.
Rồi giờ mình xì chì vô cái con cao su để mình bỏ vô cái nước cho nó rã keo nha. Trong thời gian mà để mình xì mình bỏ trong nước rã keo thì mình dọn ở trên men để nó đỡ tốn thời gian nha. Mình đổi cái mũi hàng đang để mũi thẳng.
xong khói rồi nè, mình đóng vô. Okay. Rồi chờ cho nó nguội nha các bạn. Thank you.
Rồi, mình để to mình cho anh thử coi lên không.